Phạm Thừa Thừa ở đâu sau xì căng đan của Phạm Băng Băng. Dù chịu ảnh hưởng từ xì căng đan trốn thuế của chị gái, Phạm Thừa Thừa vẫn là thần tượng hàng đầu thế hệ 10X ở Trung Quốc. Cuối tháng 5, Phạm Thừa Thừa cho ra mắt đĩa đơn Can Slow Down với phong cách hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Bài hát thể hiện tinh thần không dừng bước trên con đường theo đuổi ước mơ của nam thần tượng 10X. Bên cạnh hoạt động âm nhạc, Phạm Thừa Thừa bắt đầu lấn sân sang diễn xuất. Nam thần tượng xác nhận tham gia web Dreamer Linh Vực do IKEA sản xuất, đóng cặp cùng đàn chị Trình Tiêu. Tạo hình cổ trang của Phạm Thừa Thừa nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Cư dân mạng đều mong đợi vào khả năng diễn xuất của em trai Phạm Băng Băng. Phạm Thừa Thừa liên tục xuất hiện trên trang bìa các tạp chí lớn của Trung Quốc như Elman, Bobo Snap, Zensom. Em trai Phạm Băng Băng còn có cơ hội tham gia các sự kiện thời trang của các thương hiệu nổi tiếng. Khán giả đánh giá Phạm Thừa Thừa là một trong những thành viên sở hữu tài nguyên dồi dào nhất kể từ sau khi 9% tan rã. Phạm Thừa Thừa cũng trở thành gương mặt quen thuộc trên các show truyền hình Hoa ngữ. Hiện tại, nam thần tượng 10X đang là thành viên cố định của ba show giải trí Thanh Xuân Du Hoàn Ký 2, Đàn Ông Làm Việc Nhà 2 và Tôi Muốn Sống Thế Này. Trước đó, anh có cơ hội là khách mời trên chương trình Bạn Ơi Hãy Lắng Nghe, chương trình có sự góp mặt của cặp MC nổi tiếng bậc nhất xứ Trung Hà Cảnh Tạ Na. Chia sẻ về lý do nhận một lúc cả lố sâu, Phạm Thừa Thừa từng hài hước nói, vì fan của mình chạy theo idol khác hơi nhiều, tức quá bèn chạy thêm sâu để kéo fan quay lại. Trong một chương trình truyền hình, Phạm Thừa Thừa tiết lộ do lượng công việc quá lớn nên nam thần tượng chỉ được ngủ 2-3 tiếng mỗi ngày. Dù vậy, em trai của Phạm Băng Băng khẳng định không bao giờ hối hận khi bước chân vào giới giải trí. Phạm Thừa Thừa cũng đã quen dần với lịch trình bận rộn của bản thân. Đầu tháng 3, trước bình luận của cư dân mạng đòi nam thần tượng rút khỏi giới giải trí sau bê bối của chị gái, Phạm Thừa Thừa nói, không cần quan tâm tới những ác ý đến từ bên ngoài, có thể chỉ là họ bất mãn với xã hội mà thôi. Phạm Thừa Thừa bày tỏ bản thân đủ tự tin, đủ năng lực để chinh phục những nghi ngờ.